Hoặc là tập gym đối với các bạn nam này, ví dụ như mạnh mẽ lên, 1, 2, 3, mạnh mẽ lên. Đấy, nhớ nha các bạn. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một số việc các bạn cần làm trước khi các bạn đi nước ngoài, đặc biệt là đi Úc. Thì mình đã trải qua rồi nên là mình hy vọng cái chia sẻ hôm nay là gọi là sẽ giúp các bạn gọi là đỡ bỡ ngỡ trước khi đi nước ngoài nè, chuẩn bị tốt nhất trước khi đi nước ngoài và qua nước ngoài tiết kiệm được tiền trong thời gian đầu nhất. Thì bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu cái video này ha. Let's go. Hai các bạn, thì cái việc đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho các bạn để các bạn phải làm trước khi đi qua nước ngoài là gì? Đó là liên quan tới cái này. Thì trước khi đi qua nước ngoài các bạn phải đi cắt tóc đi nha các bạn. Tại vì sao? Ở bên Việt Nam các bạn rất là dễ cắt tóc, nhưng mà qua bên này ấy, thứ nhất, một cái đầu tóc các bạn cắt ấy, giá ít nhất sẽ là 20 đô, thì tầm là tệ nhất nha là 300 ngàn Việt Nam đồng, tương đương với 300 ngàn Việt Nam đồng. Đó, mà các bạn mới qua chưa có tiền gì cả, không lẽ trong tháng đầu tiên các bạn đi cắt tóc. Mà đi cắt tóc bên này các bạn phải tìm tới những cái chỗ gọi là ở xa hay như thế nào đó, các bạn phải bỏ thời gian, các bạn bỏ xe đi, thì nó phải thêm một cái chi phí cơ hội. Thay vì các bạn đi làm, các bạn lại đi cắt tóc đó, thì bù thêm thời gian vào thì cái chi phí cắt tóc nó lên rất là cao. Thì nên là các bạn cố gắng đi cắt tóc trước khi sang Úc nha. Khách hàng và cái thứ hai mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là liên quan tới cái này. Thì cái này như các bạn cũng biết, cái này là dùng để làm gì, đó là để cạo vôi răng nha các bạn. Thì ở bên Úc đó các bạn, là các bạn phải cái chi phí mà đi nha khoa rất là mất tiền, nên là các bạn cố gắng là trước khi đi sang Úc hoặc là đi nước ngoài á, các bạn cố gắng tới các cái chỗ nha sĩ á để các bạn cạo vôi răng đi. Tại vì bên này chi phí cạo vôi răng mình được biết và chính bản thân mình á là 130 đô, là rẻ nhất. Thì nó quay qua tiền Việt Nam ấy, thì nó rơi vào khoảng và gọi là tầm 2 triệu đồng tùy vào tỷ giá. Thì các bạn không, một lần cạo vôi răng là 2 triệu đồng. Thay vì đó các bạn cạo ở Việt Nam ấy, nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều và rất là dễ. Còn ở bên này các bạn muốn đi cạo vôi răng ấy, các bạn phải book lịch này kia, các bạn phải nghĩ là các kiểu đồ đó. Nên là nhớ là cạo vôi răng trước khi đi qua nước ngoài. Và trước khi sang nước ngoài học tập và làm việc ấy, thì các bạn cố gắng là tập cho mình một cái chế độ gọi là luyện tập thể dục thể thao, gọi là để duy trì một cái sức khỏe đều đặn bền bỉ, để mà khi qua nước ngoài các bạn thay đổi môi trường, thay đổi thời tiết, các bạn vẫn đảm bảo được cái sức khỏe cho mình làm việc và học tập. Đấy, thì các bạn phải cố gắng ví dụ như gọi là chạy bộ nè, hoặc là tập yoga đối với các bạn nữ nè, hoặc là tập gym đối với các bạn nam nè, ví dụ như mạnh mẽ lên, 1, 2, 3, mạnh mẽ lên. Đấy, nhớ nha các bạn. Let's go. Hai các bạn, thì cái việc tiếp theo mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là các bạn cố gắng phải kiếm cho được cái bằng lái xe ô tô B1 hoặc là B2 của Việt Nam trước khi đi nước ngoài nha. Tại vì bằng lái xe ở Việt Nam ấy thì gọi là nó sẽ tồn tại cho các bạn lâu dài. Là với lại các bạn học ở Việt Nam rồi thì các bạn cầm cái bằng lái Việt Nam các bạn qua Úc và các bạn được lái luôn. Chứ còn mà các bạn nếu mà gọi là muốn qua Úc để học ấy thì rất là khó, tại vì muốn ngồi lên chiếc xe ô tô Úc để lái ngoài đường ấy thì các bạn phải có những người có bằng full ngồi bên cạnh các bạn. Còn nếu các bạn thuê thầy theo cô ấy thì chi phí sẽ là 70 đô một tiếng nha các bạn, nhớ nha, 70 đô một tiếng ấy, không ít đâu. Đó, nó quay ra là tầm nói chung là cũng gọi là tầm đâu đó 1 triệu một tiếng đồng hồ, rất là mắc tiền nha các bạn. Nên các bạn cố gắng là lái ô tô ở Việt Nam càng sớm càng tốt nếu mà các bạn có ý định đi nước ngoài, chứ không nhất thiết là phải chờ có visa. Tại vì chờ có visa thì các bạn gọi là nước tới chân mới nhảy rồi, nên là các bạn nhớ cố gắng học cho được cái bằng lái xe ô tô B1 hoặc B2 càng sớm càng tốt nếu có ý định đi nước ngoài. Let's go. Và việc tiếp theo là cực kỳ quan trọng trong cái hành trình chuẩn bị trước khi đi nước ngoài qua Úc hoặc là các nước châu Âu phát triển ấy, thì đó là chính là cái việc các bạn phải học, cố gắng học nấu ăn nha các bạn. Thì lý do là tại sao? Tại vì ở nước ngoài sáng nay các bạn có thể là thôi trước khi đi làm là mình ra mình mua xôi, mình mua bánh mì, mình ăn phở rồi mình đi làm. Nhưng mà ở nước ngoài, đặc biệt là ví dụ như bên Úc các bạn, nếu mà các bạn ở cái vùng regional hoặc là những cái vùng gọi là không phải khu của người Việt ấy, thì các bạn gọi là phải gọi là tự nấu ăn sáng, tự nấu ăn trưa, tự nấu ăn tối.
và một tuần các bạn chỉ đi siêu thị 1-2 lần nếu mà siêu thị ở xa, rồi sau đó các bạn về bỏ tủ lạnh và nấu ăn dần dần đó. Thì nói chung mấy bạn nữ thì mình nghĩ là phần lớn là các bạn sẽ nấu ăn giỏi rồi, nhưng mà riêng các bạn nam thì các bạn cố gắng là học vài món để gọi là học từ mẹ của mình nè, hoặc là người yêu, hoặc là chị gì đó, thì vài món đơn giản thôi, ví dụ như là lục trứng nè, lục cơm nè, xào bắp nè, ví dụ như thế, thì ít nhất là qua là cũng không chết nó. Trong lúc không chết thì có thể có người yêu rồi, lúc đó người yêu nói cho mà ăn nha. Ok, và các bạn giờ mình sẽ chia sẻ cái điều cuối cùng các bạn cần chuẩn bị trước khi đi nước ngoài, đặc biệt là đi Úc, đó là gì? Liên quan tới giấy tờ sổ sách của các bạn. Thì tất cả những giấy tờ mà có tên của các bạn, ví dụ như là hộ khẩu, bằng lái xe, căn cước công dân, bằng đại học, bảng điểm, thư giới thiệu, thư chứng nhận việc làm ở công ty, đó, bằng tiếng Anh, tất tần tật cái gì mà có tên của các bạn thì các bạn vui lòng, mình khuyên chân thành là các bạn vui lòng nên scan. Mà scan là gì? Nên ra tiệm scan đi cho nó gọi là nó đúng phao chuẩn, chứ các bạn dùng điện thoại đôi khi nó không đẹp đó, các kiểu. Thì các bạn sau khi các bạn scan tất cả các hồ sơ rồi, các bạn up nó lên Google Drive, thì nó cho 15GB miễn phí cho các bạn, thì các bạn cứ up hết lên mọi trên đó để lưu, để làm gì? Khi qua Úc lỡ các bạn chuyển visa du học này, các bạn phải cần các giấy tờ đó. Rồi thế nào nữa? Các bạn đi chơi gặp người yêu, một chị Úc nào đó, anh Úc nào đó, thấy các bạn dễ thương quá, đẹp trai to con hoặc là xinh gái quá, yêu các bạn bỏ lãnh, đó thì cũng phải cần giấy tờ đó. Tiếp theo nữa là gì? Khi các bạn đi chơi mất hộ chiếu thì các bạn dùng những cái giấy tờ còn lại để nộp cho đại sứ quán, lãnh sự quán, người ta hỗ trợ làm lại cái hộ chiếu cho các bạn, và rất là nhiều thứ văn văn mai. Thì các bạn cố gắng nhớ nha, lưu tất cả giấy tờ hồ sơ của các bạn up lên Google Drive đó, giữ đó là cách mình giữ tài liệu của mình đó, cần một phát lên để nó tải về nộp luôn, nó rất là tuyệt vời nha các bạn. Thì chắc là cái video hôm nay là mình sẽ dừng ở đây. Thì nếu mà các bạn cảm thấy video hay thì các bạn cho mình một like, đồng thời là các bạn đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần mình, để mình có những cái ý tưởng ra video mới cho các bạn nhận trong những kỳ tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình là Morven, hứa cuộc sống Úc. Bye bye.